Đó,
nên mà tức là cầu thủ đi đồng đội thì hiện nay đa số là thôi cái nghề vô lý học sinh chui lên có của thống nhiều thì có thể xuất hiện đại sản phẩm thì nguy cơ cái này nó quá trị là những tổn thương không có bố thì hai cái những trường hợp viêm huyết tại trai chảy máu hoặc là gì thì tốt không hoặc là những trường hợp phẫu thuật từ đấy. Như vậy nó ra đây có thể tắt nội soi một cái polyp nó tiêu thủy đúng không cái bề mặt nó nhám nhở và nó ra đây là có thể như vậy ở những trường hợp này thì bắt buộc bác sĩ nội soi sẽ làm tạm đi rồi qua hệ thống thì sẽ được bằng cái khối tối ưu nên phân khúc giải phẫu đối với tạng chuẩn bị cũng như là chúng ta khi các cái nghiên cứu thống kê về mặt thể học cho thấy rằng đối với ung thư ung sinh ma đại đa sinh ma và chúng ta sẽ chịu tỷ lệ cao và bằng ung thư lâu và bằng ung thư lâu cũng có thể cho các chỉ còn lại không đây về mặt mô bệnh học nhưng rõ ra cái mặt này thì các loại trong mắt là có 3 loại 1. Nhận xui 2. Nhận lét và 3. Nhận thấm nhiệt như vậy ở bên nhận xui khối u xui này thường hay gặp ở vị trí vùng đại não phải không vùng đại não phải cái bên trên lâm sàng thì chúng ta phải hiểu rõ phân biệt với gì cái bị áp xé thừa này rồi học xe của mắt trai này vậy cái quan của đấy và bây giờ đấy thì hãy gặp một vị trí ở đây bên trái và một khác không dịch cũng hãy gặp một vị trí bên trái đó là lý do có thể ra đất chết để làm sao rồi vì điện cầu thuốc thì cũng suy cũng để làm phẳng tiêu vị cho đất sản và những tình trạng đi bằng tháng buồn đúng không còn đối với đây bên trái thì nào là một khác nên cầu thuốc được xuống tắt mẹ bài và đấy là tình trạng tắt buồn đầu cầu hoặc là bạn tắt buồn sau mặt trở thành tắt buồn về mặt giải phẫu bệnh lý thì là về mặt kỹ thể thì cải thiện của chúng ta có thể là tạo mô cứng đau và trên đầu đây là ai đúng cải sinh đúng không và mô hình thao mô cứng đau còn lại là cải cải sinh đúng bao gồm cả liều miêu sáng cố mà hoặc là liều miêu sáng cố mà như vậy đó là một số các đặc điểm chung của các bệnh lý ung thư vùng đại tràng. Nhưng về mặt lâm sàng thì rõ ràng ung thư đại tràng ở ung thư vùng đại trái sẽ có sự khác biệt nhau. Cái này là liên quan đến gì? Đến xử lý đúng không? Như vậy là chúng ta biết rằng chỉ ung thư trong nước vừa không vừa đâu phần đại tràng đen và phần đại tràng nam đúng không? Như vậy rồi cũng là lọt đâu của đại ca thì đó là những tập lòng để cho họ có kia thân thu về thân từ thân thọ thân cùi thân trắng và mọi mọi thân trai cũng như là đại ca chúng ta đúng không như vậy khi cử đi đến phải lúc này có thể có tạo ra một cú sùi nó xuất lớn và phản hệ hệ ra xuất phát như vậy nó sẽ gây ra hệ thống thu đi đúng không như vậy thì bên này cùi không biết có nó còn được cho nên khi nó cắt nhẹ ở đây tăng lượng thì qua được đó là lý do trên thực tế lâm sàng u đại tràng phải hay trong cuộc đại tràng là tắc ruột cái đội u đại tràng trái chúng ta thấy nó thắt hơn và thấy nó thắt này vừa vân đứng đó là đường thấp cũng trở lên trở về xuống cái thắt nhẹ này lâu ngày rồi bước xuống thắt nhẹ như vậy thì gây tình trạng tắc ruột của vùng lòng lòng và tắc ruột sau đó là tắc ruột và vòng như vậy về mặt thì mình làm có vài cách về mặt thì mình làm thì cũng cứ để cho bạn chút điều chỉnh nào bao gồm không bị và những lâu nay về mặt về lọc thường chúng ta có bao nhiêu tiền đúng không nó theo nó cứ chu kỳ được cả theo quy luật được cả đấy đặc điểm của những cơn đau nói chung cho cả một điểm chung tương đồng với một cơn đau chung đấy đấy về chuyện kia về chuyện của hai cái đau được khoảng từ cơ do là viêm đại tràng có tác đến cho là cái việc nó mạnh đấy bây giờ về chuyện này chúng ta theo như là bạn thì có thể thứ hai thì
đến đối tiêu hóa, tiêu chảy, căng thẳng là ai bạn đã từng bị tiêu chảy ít nhất một lần đúng không? Ở đây là ai khi bị tiêu chảy không? Để có cái cách học từ chỗ về nha, chỗ về tiêu chảy. Vì sao? Bạn học từ khu phố ở đây khỏi tiêu chảy ở đây lên 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 chưa? Chị bay đi ăn nha. Dạ, đưa 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 cả quả đưa đưa. Chưa luôn. Hả? À, chưa bao giờ ngừng nha. Bán hóa, bán hóa từ 3, 8, 10 năm đảm bảo chất lượng thực phẩm để sống tốt. Được, để được, đúng không? Chứ vậy, chúng ta nghe, chúng ta có hiểu lo tiêu hóa. Nó lấy bắt đêm chủ quả đúng không? Được, đúng không? Đấy, họ sẽ được bệnh cháy luôn. Cả hai bệnh cháy tiêu hóa thì chúng ta đi ăn cùng nhà này. Và sau đó chúng ta hiểu lo tiêu hóa. Chúng ta cũng hiểu lo tiêu hóa để xem chúng ta sẽ có gì nhận thông. Cái này nó là tiêu chảy có thể là các bất cứ thứ nào nghĩa là Việt Nam đang sống Việt Nam không tàu bỏ có thức bí không thi cử đúng không có cái này gặp thầy làm ăn do đàn đất do học thi có bao nhiêu đó là cùng sau thi đúng không thì hẳn như mong đời rồi thôi chịu khó luôn đây còn cái gì cùng cái gì một tuần ba môn liên tiếp đúng không? Ngủ có thể giác ngủ được hoặc là người mà ngủ luôn để có thể tây hai giờ tao đúng không? Đây, như vậy thì tạo bóng có thể xảy ra cho bất cứ người Việt Nam. Tuy nhiên hai đối tượng này hai cái điều này nếu nó xuất hiện sẽ kể nhau trong thời gian khác trở lại và kéo theo đó là đường này nó hỏi thì đây là một điều đã bắt đầu rằng họ cũng thương rồi đã biến xuất hiện được thì trường tay thì có những bàn tay mà đang có cái đơn bàn tay sọc lại như thế đó người ta đọc thì mọi người như thế này thì cũng có như thế trẻ em nó sang thì ta có thể sức thì hay đó là đồ sói là chúng ta có lưu ý thì trường tay cái đồ sói được thể qua đồ đại trạng đúng không cậu sống trên đầu đi sói đi thì ngã là ngã đại trạng đúng không hoặc đại trạng cũng rất là đồng góp lại hoặc xúc trường cũng sẵn cho nên cho những hạt đây thì nó còn rất là nhiều và về trên tao thì các bác sĩ đồ soi có thể sẽ cho giải pháp nói gì thôi không làm được vì bệnh nhân không cần phải lấy tội cho bệnh nhân đúng không nên ở đây chúng ta cần quan sát rồi vâng là như thế đó như vậy thì đang về người tôi để tôi lo gì cho cụ thảo và sạch sẽ và sau đó tôi sẽ làm tí rồi soi thì cái bên cái bệnh yếu tố ra đi bác sĩ rồi soi sẽ phải khám sàng tốt con bộ đại tràng để kiểm chứng là không có gì cả con này giả sử có tổn thương thì phải sàng lọc ba cái tổn thương đó là gì bằng cách gì để xem tiếp đúng không để làm gì vào học để bên cạnh giả khám sàng như vậy đủ tư đề thực phẩm cái cảm thấy thì cảm đau thì chịu lo cho họ một chút việc cả ở đó ra thì hơn bao nhiêu việc ở đó cái cảm sẽ kể theo cái đó là những việc làm gì không ở bông nha và cương thì nó bao giờ chúng ta đi ra một cái nhà thuốc máu lý thể thì như nó sang đấy là cái máu màu sắc đúng không đấy và không cảm thấy nó sang và thế thì tổn thương là một điểm thứ hai sơn phải hoặc là bởi vì một người phạm có những cái sơ thể khối lưu ý trên lâm sàng thì chúng ta sơ thể một khối thì làm thế nào để sản phẩm khối này được liên quan để tiêu hóa và lớn được vẫn có thể để này như vậy đó này đầu tiên chúng ta khai phá các triệu chứng cơ năng bởi vì khối tổn thương nó lên lâm sàng có thể chưa thể được kêu khi đâu khỏi triệu chứng cơ năng của đó cũng sẽ ra thứ từ tổn thương này đó hoặc là gì đau bụng mình hoặc hoặc là gì đau máu hoặc hoặc là bị nhiều bộ những bản sắc của người ta của người ta những cái chúng ta có thể gặp đúng không như vậy sau khi khai thác xong rồi chúng ta nghĩ là mình vừa được về hồi chính là phát phục hoặc là phát phục và là gặp cái đau hoặc nhiều bộ
thẳng, đi tâm thẳng cho nên sang sơ thể phục hồi. Khi phải sản phẩm tình hồi này, nó đi có thể tiêu hóa. Như vậy đó là một tiêu hóa gì? Nếu đúng nó thì nó nhiều trong cả mọi người. Nhưng để ở đây ra, đặc biệt để cho đây, ngoài tiêu bánh trái nhiều, đại trang ngang nhiều và đại trang sinh mang nhiều. Còn ngoài thì các loại tiêu hóa được cổ lên, do ăn từ bên sau người, bởi mặt tốt. Hãy để tổng phá học tốt, đúng không? Như vậy thì nó thì phải được kéo dọc theo, ta cũng thấy thế nào. Như vậy sơn này, cô ấy cũng có sơn này, gửi hàng hai bên, kéo ra lọ, đúng không? Đấy, và nó sẽ kéo dài theo kiểu dọc bên, dọc dưới, và để theo lưu ý của đại trang. Như vậy họ thì chúng ta ở đây đã ăn tốt thương của họ từ đại trang. Cường của bệnh nhân cường, như đấy là phải, cô này ngay trong một tháng đầy áp xe họ. Đúng không? Và tới những bệnh áp xe họ này hay gặp ở những người bệnh nhân cường tôi. Thì cho bây giờ bệnh nhân bao nhiêu đó có tốt của người này, xe đi lâu sang thì thôi. Đó, thì chỉ đi lên những chỗ áp xe, làm một cục phải, thì áp đáp được, thì luôn luôn nó lắm. Bảo vệ đó là gì? Thì đáp được, nó sẽ đến bảo vệ. Và tâm lý bình thường đúng không? Nếu sau đó có tâm lý bình thường thì tạm biệt của tháng sức, tạm biệt thì cảm thấy trường hợp đợi tâm lý của người nhỏ hơn không gặp nhau có sức nữa, ai bảo vệ đâu nhưng tâm lý đó là thế, là một tổn thương hạ định thì chắc, họ đi tạo thêm thì chắc, tùy hình thông tin quá thì chúng ta có vẻ, tự nhiên thấy tháng sau và chỉ báo tháng sau lại nào và thời gian thì cũng bảo thảm cho thời gian đơn vị thì cũng tổn thương áp tức rồi lợi thế nguy hiểm hơn đó. Sớm lần là xuất phát không chí tạo thành một tổn thương như càng xa thì càng cái đâu thì càng để phổ hoặc là thế nào đấy về một cái trường hợp đây thì thế là tôi ở đây thì tổn thương của chồng thế cũng có tìm được sao sao lọc nữa là sau khi điều trị ổn định chúng tôi cho bệnh nhân đủ số để làm đến tận vùng mang trai và khảo sát được một phân luôn ra để và mua trang để nhìn để đảm bảo các trạng thái mình cũng có một phân luôn cũng để ra và tìm được lại lên đối với ung thư đại tràng trai như vậy tôi nói đại tràng sinh bao và trung tràng chỉ cần bạn cũng đông về về bằng cơ suất đọc 2/3 cho một phân còn lại và trong đó còn đại tràng sinh bao chỉ thì nhiều vì hiện lúc sau của người ta thì là cái ung thư đại tràng phải thì mình sẽ tài liệu đó đấy đúng không không đấy còn đối với ung thư đại tràng trái thì chúng ta thì là túi đó tất nhiên mà các việc đấy tài liệu nó trong đường trị là gì mình nhân sau cái tài liệu đó thì mình phải dọn trong nhà phân còn ở đây thì máu là dùng lên ba một phân ba một con nó một con như vậy này còn tại đó một thấp và bị kín như lúc nãy tôi nói vì là thân thắt cho nên trên lâm sàng hay gặp một trạng thái cái gì để tắt luôn một phương tiện trên lâm sàng thời kỳ rất dài để chỉ định cả lâm sàng đó đấy đó là chúng ta có thể nhận được qua như vậy chúng ta dùng lên ba cái chúng ta bơm ba cái vào ổ bụng như vậy thì vừa trên cái nào có thể đang học trực tiếp, đó, thể sáng và lúc này các thể sáng hay đến cả cái điều đó với nhau thì người ta bảo là bảo đó được luôn. Ví dụ trên này thì cái này, cái này lúc có đúng không? À cái này lúc đó cũng thôi, đúng không? Còn cái này đến tất cả các cái điều có cả như vậy thì đây là một tổn thương. Nhưng nó đây chúng ta thấy đang học có hẹp, có tổn thương, khả năng u gì đó. Nên u này tính chất nó như thế nào? Bản chất ra sao? Là bị được, đúng không? Như vậy dựa vào các phương tiện nó sang khác, những cái sự điều của một số bệnh thì vai trò của những đại gia có sản phẩm đó để giảm đi rất là nhiều. Còn đó là do chúng ta thấy rằng thực tế chúng ta sẽ đưa đến những cái trang tôi không chỉ định sự đại gia có sản phẩm ở đây được, đúng không? Đấy, như vậy thì đại gia có sản thì có cái điều trong trường hợp à một thì có cái trường hợp trong cái gì cái gia cô đơn hàng một cái đại gia có sức một phương tiện có sao nhỉ? Đấy được thực hiện để giảm mức độ sốc nấc cũng như là giảm mức độ
chức năng tổn thương điều một đó điều ba t n m ví dụ đấy nằm tổn thương đó thì đây là khu độ dài đây là khu độ dài đây đây như vậy đấy chúng ta thể ra đấy không cần thuốc gì đấy chúng ta gọi là đấy ra nằm điểm trên khu vực tổn thương không khó không khó nữa chú ý nhé điều điều ba nằm CT scan xong mà chúng ta phải làm gì đúng không? Đây, vì chia bỏ ba cái của ông từ đó là gì? Sinh thiền. Giải phẫu bệnh lý. Đúng không? Giải phẫu bệnh lý. Đây. Nếu chưa có giải phẫu bệnh lý của bạn, con của bạn, các người của bệnh nhân đó là được tiền. Thế chứ, thì có thể khỏi bệnh lý, hoặc cái máy đi, và vô của bạn thì bỏ xong, cố gắng chưa được. Mình nhắc không có, thấy không? Là người em ai không phải để các kiểu em có kỳ cột dày thì một nhắc có thể nhắc chi em cũng thôi đây, là cái có bài đó, tố dài cũng không được bài cũng là kỳ, ý biết bà không đi gần đây mà phải em nhớ ra đi cột dày thôi chứ có bò đâu, có tái, có gái đâu, có lại chúng ta cũng chưa học, gạt xu, gạt như thế này đúng đây em nhớ ra đi dày thôi, em nhớ ra đi dày chi thôi, có bài chứ cố lên thân chịu làm ơi, cố lên thân chịu làm ơi, cố lên thân chịu làm ơi, cố lên thân chịu làm ơi. Đây, như vậy thì một trong những phương tiện trong sàn, một bảo tướng như chúng ta, và mình được quan sát, thấy được cái số như thế nào, và thể trực tiếp liên quan, như thế, khối u, ở vị trí nào, đúng không? Các điều mô pháo, các thị bé, nó dài gì, nó xui, đúng không? Cũng nhìn vào thành vô tư đúng không? Và với hạt nó cũng chưa hoàn thành chúng ta đi được một xóa quá vậy đấy thì đồ hàng này cũng không thể có đây và với hạt đó thì chúng ta có thể được bác xếp được vô tư đó và các chúng ta sẽ hiểu hai một đúng không? Trên vị thì cũng có thể được ba chúng ta phải làm để bỏ học và đó là cơ sở để chúng ta sẽ phải ra phạm cái vô tư này là lo lắng đến hay là như vậy đây chúng ta thể thế là rồi có sói đi vào đây là đi mạng thường thường trở lại ở đây có bàn thao như có sạc đường xét một cái quả chất rồi sói chứ sẽ phải ra chứ còn đi qua rồi để đi đúng không để đi chứ đây đây là một cái quy định một quy định và thuốc thì chỗ rất là lớn cái mảng là sống chùi đúng không? Và đây là một tổn thương đây là một tổn thương cái thôi tôi chả học một đúng không? Về thấm nhiệt và mắc bỏ và cái mặt bỏ cũng rất là đúng không? Cái về bên mặt như thế nào đây nó đại chúng nó cả và khả năng cao tổn thương này trả lời là lại tuy nhiên nồi soi chúng ta biết được thể chất chúng ta biết được bản chất tuy nhiên mức độ sâu lớn chúng ta biết được đầu tiên là chúng ta biết được mức độ tầm bản chất bao nhiêu gì bao nhiêu chúng ta biết được đúng không và đó đang đề là giả thể trạng chúng ta có nhiều phương tiện quan sát hơn một trong những phương tiện quan sát để thực hiện đó là siêu âm nội soi không như vậy chúng ta đưa đầu cho siêu âm đầu nội soi chúng ta đưa xuống và chúng ta sẽ đánh giá đủ sớm lớn của đầu tư này đúng không? Tuy nhiên cái này chúng ta làm cho những con tụt tụt quá chúng ta làm cho chúng ta đúng không? Còn cái da tốt bắt được vị trí cho thế nào cái đó kết quả tốt còn một vài cái không thì sao kết quả sẽ có sự thay đổi còn ở đây thì sự thay đổi này đối với việc để là giữ được cái gì thì ba bị thay đổi đúng không? Tuy nhiên đó ra một cái những trường hợp cái đó ung thư thì cũng có thể ung thư tràng không thì một phần thì điều kiện bắt buộc là phải làm siêu nội soi để đánh giá sớm từ lâu rồi chúng ta sẽ được phát hiện đó đây để sớm làm được ung thư tràng một là phòng chặt an toàn phòng chặt về miễn dịch như vậy thì cơ thủ nó ngay phát triển dần 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 lên còn là đang đủ một lượng máu ung thư thì cho vào phá tan và dễ bị chuyển đến
và điều chỉnh thay đổi rất nhanh, đúng không? Quá sẵn ra có người bị đi bắt đầu đi xâm lược vào tổn thương như thế sao và hiện tại của chúng ta sẽ có những điều khác. Như vậy thì nó sẽ gây ra điều chúng ta không điều trị triệt để sẽ gây ra một số phản ứng viêm. Cái đầu tiên là nhận máu, có thể nhận máu về mặt vi thể, cái thứ hai là nhận máu chính xác hoặc nhận máu về mặt tài thể, một vài người thấy được sao về nhận đạo đấy, về nhận đạo thì không một con đen quyết, đúng không? Cái thứ hai thì cũng phú thể luyện và xâm lược và phát triển của chúng ta sẽ đạt được. Thế lúc sau những bảo hiểm của một căn là gì? Cũng biết rất mạnh, giống như nó. Và lưu ý sau này thì các bạn là nào cho những chuyên gia ngoài và là chuyên gia ngoài đúng không? Thì lưu ý nha, về cơ sở bệnh viện hoặc là bệnh viện thì việc xử lý đối với những phục vụ bao nhiêu phục vụ của người ta cũng còn hạn chế. Vì sáu bộ trong người họ có thể hồi sức và phù hợp thì có thể hơi đi để chăm sóc, rồi những cái tư vấn, những cái tư vấn sóc, có sự tiến bộ ở bên cạnh, mong muốn được làm nhiều việc thì đó là một cái để lớn, để nó ra cái nhau. Ở đây chúng ta thả ai để được làm nhiều việc luôn, hay thì chúng ta tiềm năng, một số bạn sẽ để làm nhiều việc, thậm chí một số bạn được tháo tác, giám đốc, trạm y tế xã, có em. Đây là làm của robot, thì ở đây tôi mới đánh giá của mình để được khả năng của mình để đưa ra để điều chỉnh lại mình. Và thì thứ ba thì các bạn biết tạo thành một cái xe bắt thu, như vậy chúng ta hay gặp chúng để thỏa, đúng không? Các bạn không phải nữa, tôi là nói tất cả những đó cũng bị vừa rồi cả xe bị thương và người là tôi và biến chứng họ có thể gặp những người trong cái trạng thái đó là gây ra cảm giác hẹn và trên lâu xa sẽ có bụi thắp bụi. Lưu ý một số bài những cái bao lấy tập phải thẳng như ba những cái bao ví dụ như thắp bụi chưa đủ thắp bụi đó nguyên nhân gì ngay từ đầu rồi như vậy là vì vậy chúng tôi bao những bao cố định nghiêm trung không tiến không nghe được không cố định không trong cái gì chứ đó rồi cố định ba giá thắp bụi do gì đúng không? Như vậy một cái điểm thảo luận rất là lớn, phải có một cái những chuyên gia theo đấy về trong trường này, hồi những tác vụ đó do nó chung, đúng không? Phải quan tâm đến tác vụ điều đấy. Về giai đoạn, những giai đoạn thì một lúc nó sẽ đoạn đến gì? Để đến cơ sở những giai đoạn đấy chúng ta đưa ra những chỉ đường điều trị phù hợp, đúng không? Đấy, có rất nhiều bạn những giai đoạn được điều nhiều điều và được sử dụng theo cả thời kỳ khác nhau. Một cách để bạn những giai đoạn thì dùng sở hữu hoặc là bạn những giai đoạn của chúng để điều năm nay thì chẳng năm nay như vậy theo tác giả thì họ sẽ có ba loại A, B, C sau này một bạn biết thêm gọi là D của thị trường cắt xa và D chúng ta hãy ra nhé nó có rất nhiều và nó có những chung không biết người ở nhà hay chung thì sao chẳng được gì đấy đúng không? Đó là lý do sao? Bạn nhân sao không loại chế độ không biết không biết cha biết cha gì thì làm không? Bên cạnh đó một số bạn khá gần được cho Asli Bolton khá chi tiết hơn tuy nhiên các bạn không đồ được sử dụng hiện tại nhá bạn có thể sử dụng dài không ra trong cả cái vụ đồ xa của mình các bạn đọc lên và trên học đó là một số loại nhá T, N và M trong đó T là chi phương đó là đúng là đúng là và rồi để tăng tăng để mà tăng hơi quá như thế như vậy đi T 1 2 3 4 N là câu N 1 N 2 và M và hai loại là câu và N 1 đến cơ sở như vậy thì chúng ta chia ra làm được như đó đúng không trong đó chỉ cần N chúng ta sẵn sàng N 1 hoặc tổ chức đi các rồi thì chắc chắn là sẽ bao nhiêu người sẽ ủng hộ bất kể sự tiếp thu như thế nào à nhá à đi cùng xe đi sau đó nói à cùng xe về hai đầu xe đi lưu ý không tôn có một phần quái to quan trọng đúng không
Nhưng về phẫu thuật chúng ta sẽ làm gì? Đầu tiên chúng ta biểu hiện được mục đích và nguyên tắc của phẫu thuật. Để nhìn vào một tổn thương của u, chúng ta vào một cái cách chủ đề và đảm bảo giới hạn từ đảm bảo tới cái đánh ra thì đó sẽ đi ra phù hợp. Cho nên mình có thể cải thiện các vòng hai đề đánh phải, các vòng hai đề đánh trái, các vòng đề đánh ngang, các vòng đề đánh ra. Vì đó còn liên quan đến u mà của mình bảo u gì vậy? Thì u gọi u đấy, đúng không? Thế phải cứ cắt ngang thì vòng đề ngang còn đeo lên bảo lại. Tôi là một chút, tôi không thể hỏi bảo này cũng được. Vì hôm nay là mình cung cấp bảo qua nhà tôi lấy mấy người làm bằng cô thân trạng, đúng không? Đây, và lấy một kiện tôi bảo cung của làm bằng đại đại dược. Như vậy nó đang chúng ta phải cài vào một tập thể và để có một phần. Rồi về trực trang thì sao? Rất nhiều quan điểm để đưa ra và thay đổi theo hướng làm thế nào để đạt được cái đường cuộc sống sau bộ của cái chó và bình gen. Như vậy đối với như đại đại thì có thể kết luôn mình cũng nằm để sản xuất này. Nhưng đối với trực trang thì trước kia chúng ta nói phải mạnh các trên nhu thì ít lần năm sau này sau đó thời gian thì sẽ chuyển xuống ở chân khác cái mẹ thôi và năm 2000 thì ở đây chúng ta sẽ có một viên đồng hành của tao thì cũng có thể xin một trong những viên hành viên đồng viên hoặc có một viên và đối với những trường hợp không có chút này đó thì cũng phải phát phục là bằng cách tại lực lượng cho họ hạn chế quét và làm một người làm việc vì nó đang đi họ được thay đổi được những thứ, đúng không? Tuy nhiên để ai có thể làm đang còn thì phải có việc của mình một số tác giả đưa ra cho nên các tiểu vụ và làm xuất hiện thì để đảm bảo rằng không có gì để làm thứ các tiểu vụ làm ngay là vì gì ta khác đấy thì chúng ta đủ thêm được cái gì để làm, đúng không? Có việc mẹ có dễ không? Dễ cái rõ ràng cái chất lượng cuộc sống của nhân xã hội họ sẽ được rất là nên cho nên mình đi tìm số gái lắm khó đặc biệt trong môi trường Việt Nam nữa đó đâu làm một người họ buổi làm đồ đặc biệt cô bị rồi có cái đấy sao cách ly là rất nhanh đây cả hai là gì tố bảo kỹ thuật cả kỹ thuật như vậy đó là liên quan đến cung bằng vào để đặt ba những chuẩn bị để ra tốt cái từ kia đến kia là gì chuẩn bị điều đó là gì đúng không?